Ông chụp cái ảnh chụp cho nó có tâm một tí. Ngồi học trong bóng tối hay sao mà chụp cái ảnh nhìn tối này. Xem được bao nhiêu bạn donate rồi. 35. Cô sẽ chọn một số bài. Đấy, con đường nó làm full rồi đấy. Bạn ấy làm full rồi. Rồi, chưa nhá. Cô sẽ comment một số bạn. Cô nhập ra. Thực ra là cũng có tính toán cái nhận một số bạn này. Bạn đầu tiên Nguyễn Công Trí. Vẽ đồ thị này. 1 2 thì sửa lại về sau bạn ấy giữ nguyên cái này thì sẽ có là 2.1 này. 2.2 rất là tốt. 3. 3 nếu đúng xong 4. 4 là câu lệnh return nên nó không quay lại vòng lặp mà nó phi thẳng xuống 7. Bạn này bạn vẽ rất là tốt nhá. Nhiều đứa là kể cả có câu lệnh return nên nó vẫn quay lại vòng lặp nhưng không phải, đã return là kết thúc luôn đúng không? Còn 3 nếu như mà sai thì sang 2.3. Nghĩa là sau đó là thực hiện giảm biến đếm y lên và quay lại 2.2 để thực hiện vòng lặp. Tuy nhiên á thì em đang có một cái vụ này. Tại sao từ 2.3 này em lại bẻ đi theo hai đường? Chỗ này là bị sai nhá. 2.3 của mình chỉ là câu lệnh y trừ trừ, làm sao nó đi theo hai đường này được? Câu lệnh y bằng y trừ 1 làm sao đi theo hai đường được? Cái này là sai. Ở đây cái câu lệnh đi theo hai đường ấy là câu lệnh 2.2. Kiểm tra y lớn hơn không? Nếu như mà y lớn hơn không á là true. Chờ cô chút nữa, cô làm sao cho to lên chút này. Nếu câu lệnh mà y lớn hơn không đây này. Đây này, y lớn hơn không là true 2.2 thì là nó thực hiện thân vòng lặp. Còn nếu là sai ấy, thì nó mới là nhảy sang nhánh 5, thành ra em phải thay cái 2.3 sang 5. Mũi tên sang 5. Thay bằng 2.2 sang 5. Nhớ. Công đồng ý không? Vâng ạ. Rồi còn cái phần khác là em vẽ rất là tốt, nhất là đoạn 4 xuống 7 và 6 xuống 7. Nhiều đứa là nó không vẽ 6 xuống 7 đâu. Rồi xác định cái đường chạy. Thế thì với bài này ấy, thì nó sẽ có hai điểm dễ nhánh. Một điểm là ở điều kiện của vòng for và một điểm ở điều kiện if. Như vậy là độ phức tạp Slomatic sẽ là 2 cộng 1 là 3. Thì sẽ có 3 điểm dễ nhánh. Nhưng mà cô sẽ không xét được mấy điểm này của nó vì nó sai hết rồi. Nhớ. Thực ra là ở đây comment cái như này này. Nhưng không, không chữa được chi tiết cho bạn ấy nữa. Chứ sang cái ông này. Rất là nỗ lực vì chữa bài ông này vì lý do là nó có test. Còn lỗi khác không có. Một này, hai này, thực ra bây giờ cô không còn hai nữa nhá. 2.1 này, 2.2 này, vẽ cũng không có tâm gì cả. Ngoằng ngoằng này, nhìn kinh chất được. Sao lại từ 1 xuống 6? Ông này là hơi bị quá tay, ông này hóa ra vẫn sai. Cô làm gì có nhánh nào từ 1 xuống 6 đâu em. Đề của cô đây mà. 1 làm sao nhảy xuống 6 được? Nó phải từ ở cái điều kiện 2.2 đều đúng nếu sai nhảy xuống 6 chứ. Thế bạn này sai nhá. Bạn này sai nên cô không chữa được tiếp. Nghĩa là sai nhưng nó rất là nặng. Đấy. Còn mấy cái đoạn kia đấy 4 cũng không đi đâu này. 4 với 6 không đi đâu. Định chữa tiếp nhưng hóa ra bạn này sai nhiều. Không chữa được. Thì nó sẽ có một cái vấn đề. Là khi mà bọn em bị mấy cái bài dạng này. Nếu như mà em sai từ control flow graph. Thì nó sẽ dẫn tới ở đoạn bên dưới của em sẽ bị sai theo ngay. Hiểu không? Thực ra nhiều khi cô đọc sai từ đây, đây là đoạn dưới cô cũng khỏi phải chấm nữa vì nó sai mất rồi. Nhá. Bạn này sẽ có một cái lỗi nữa ấy.
là cái lỗi, ở đây là lỗi đúng không? Để bạn xác định lỗi là không dượt hết vòng lặp á. Nếu y là số âm sai, yêu cầu nó không tồn tại, phải trả về một. Cái đoạn này là bạn bắt lỗi này thì ổn này. Đề bài cô cốt ở đây, cô cố tình để cốt sai. Và cô để thay vì return âm 1 thì cô để return âm 2. Nên chỗ này nó sẽ bị sai ở đây. Nhá. Chỗ này lỗi. Còn phần còn lại cô nghĩ là đúng chứ không hiểu sao nó bắt ra một đống này. Sao lại duyệt không hết vòng lặp? Nó duyệt hết mà. Chạy từ len trừ 1 về 0 thì nó phải duyệt hết chứ. Đúng không? Y là số âm, kể cả y là số âm thì cô vẫn nghĩ là nó không có vấn đề gì cả, nó cứ thế nó xét thôi. Nếu bao giờ bằng thì nó dừng lại mà. Đúng không? Thì mấy cái lỗi này em bắt nó cũng hơi mạnh tay quá. Nhá. Nghĩ là y lớn hơn, em nghĩ là y lớn hơn bằng không. Y nào? Cái xy này á? Cái điều kiện y ấy cô ạ, nó phải Điều lớn hơn kiện hoặc bằng không. ngoài y lớn hơn bằng không. à, đúng rồi, tốt tốt, Nó lỗi không này được hết. tốt. Quên 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 bẫy, cố tình để bẫy nhưng lâu rồi quên bố mất. Một lỗi ở đây nữa, tròn tròn đây. Đầu óc chán thế. Cô còn có một cái website rất xịn để test à, nhóm cô có một nhóm có một website rất xịn để test, nghĩa là cô đã găm găm sẵn một đống lỗi đấy rồi, cô định năm nay cho bọn em dùng nhưng mà hội kia nó không bảo, nó không cho bọn em dùng. Tí nữa đã, chữa xong mấy bạn này đã. Bùi Thế Vương này, 1, 2.1 đúng, 2.2 đúng, sang 3 đúng. 3 là gì nhỉ, quên mất rồi. 3 này, 3 nếu như mà đúng thì là sang 4, 4 sang 7 rất tốt. 2.2, 2.2 nếu như mà không đúng thì bọn em cái ngoặc này cũng hơi mập mờ, xuống xuống ngoặc đây cũng không trừ điểm nhá. Xuống 5, xuống 6, xuống 7 đồng ý luôn. Còn 3 nếu như mà sai thì sang 2.3, quay lại 2.2. Bạn này vẽ tốt này. Bạn này vẽ tốt nhá. Để phủ hết các nhánh ấy thì theo đúng cinematic ấy thì em sẽ phải chắc chắn hai cái đường chạy này của mày không phủ hết. Nó làm chưa hết bài này. Thì cái đường chạy này của bạn ấy phải phải là ba đường. Một đường ngắn nhất là nó đi từ đây sang đây luôn nhá. Đường ngắn thứ hai là nó đi sang đây nhá. Và đường cuối cùng là nó đi như này. Thấy chưa? Ừ, cô cũng biết thế nhưng mà em vẽ tốt đấy. Là các bạn có thể tham khảo hình vẽ của bạn ý nhá. Thì xác định về đủ ba đường thế. Sau khi xác định ba đường xong á, thì xác định test case tương ứng nhá. Thì cái này là không không ấy này. Bài của bạn này mà cô nghĩ rằng chết rồi, cô đóng béng mất bài của nó vào rồi. Cô nghĩ là bọn em không nên trải cái đồ thị theo chiều ngang này nhá. Bọn em lên đi theo cái chiều dọc từ trên xuống dưới thì cái view của mắt nhìn nó hợp thuận theo cái chiều từ trên xuống dưới, từ trái qua phải hơn nhá. Chứ chứ đừng vẽ ngang như này, mặc dù vẽ ngang này chắc là vẫn đúng. Rồi từ 1 sang 2, sang 2.1, sang 2.2. 2.2 nếu sai thì sang 6, đặt ra phải đẩy sang 7 nữa. Còn nếu như mà đúng thì sang 3, 3 nếu sai sang 4, nếu đúng thì sang 2.3. Vẽ chữ chu chữ phone sai hết rồi. Phone nó phải ở đây chứ sao lại ở đây? 3 phone sang 5. Ở đây nó vẽ thiếu nhưng mà xét về cái luồng thì nó vẫn đúng. Nhá, từ 3 nó phải sang 2.3 xong quay về đây vẫn đúng, nghĩa là luồng chính vẫn đúng, nghĩa là con sẽ trừ trừ một ít những cái điểm gọi là làm ăn nó hơi ở đấy, nhưng em dùng nó hơi cuống. Nhưng bài này nó chỉ cần 3 đường chạy. Như bọn em lúc nãy chúng mình tính chừng cần 3 đường chạy chứ không cần 4 đường. Đường thứ nhất là đi như thế này sang 6. Đường thứ hai là từ 3 sang 4 này. Và đường cùng là sang 3 sang 2.3 ở đây. Còn đường cuối này không cần nữa nhá. Đường cuối này không cần. Ba đường ấy thì đầu tiên với mảng x đây 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 này. Cái này là bạn này bị rơi vào bẫy của cô. X bằng giống y bằng 1. Thì nếu x bằng giống y bằng 1, nếu như bọn em xét theo đúng cái cốt này, x giống y 1 theo đúng cái cốt này thì nó sẽ trả về âm 2. Tuy nhiên á, nếu như mà em design test case mà em design theo đúng cái cốt này, kể cả input cả cả output thì nó sẽ dẫn tới là vô nghĩa.
Thế thì chả khác gì em chứng minh thằng lập trình viên nó luôn đúng. À, như thế nó không được. Đúng không? Viết test xong cả input cả output theo đúng code của nó thì bao giờ nó chả đúng. Nên viết test ý, thì cái input thì mình phải căn cứ vào cái code để nó phủ nhánh, để nó đi qua hết các cái nhánh, các cái câu lệnh. Nhưng mà cái expected output ấy, thì em phải đọc vào cái đặc tả này này. Thì cái đặc tả người ta bảo là trả về âm 1 cơ mà. Đúng không? Tác giả gì nhỉ? Đỗ Mai Phương. Phương ơi. Nó ao rồi à? Thì đấy nhá, thì chỗ này ấy, thì cái expected output của mình đúng ở đây phải là âm 1. Em đã bị rơi vào bẫy của cô. Cái tiếp theo á thì đi theo cái nhánh nào nhỉ? 3 sang 4 đúng không? 3 sang 4 là gì nhỉ? Thế là nó tìm thấy ngay từ lần đầu. Đúng không? Thì nó ra chỉ số 3, đúng rồi. Đến cái đoạn này thì lại bị ngưỡng ở đây không ấy nữa. Nhưng mà cái đoạn này là đoạn mà mình cũng có thể bẫy để nó lỗi được này. Bẫy để nó lỗi được. Tại vì cái vòng lặp của cô ở đây cô cố tình viết sai đấy. Đấy lâu lắm rồi không đọc lại. Quên béo mất. Sáng nay bẫy thêm một lỗi nữa là quên luôn cái lỗi này. Thì đấy. Thì bọn em chú ý trong ngân hàng đều hôm sau cô sẽ bẫy. Hôm trước có đứa nó còn à những năm trước các anh chị còn cứ cãi nhau với giám thị là cô Ngọc cho đề sai. Người ta muốn test thì code nó phải sai thì đấy mới là đề hay đề đúng chứ. Code mà nó đúng hết thì test ra cái gì nữa. Đúng không? Đi còn bách giám thị để gọi giáo viên đến bảo là đề sai. Code nó phải sai thì mới là đề hay đề đúng. Bọn em cẩn thận. Sau những đứa nào thi thì vớ vẩn câu này, mà câu này chắc chắn là cô cho. Cẩn thận một tí nhá. Ây da, rồi nãy đứa nào bảo cô giúp nhỉ? Tuấn Anh nhỉ? Student work. Được bao nhiêu đứa nộp rồi? 62. Tuấn Anh. Có thấy đâu? Tuấn Anh Trần à? À đây là Nguyễn cơ. Có sốt rồi đó. À đây Tuấn Anh Nguyễn đây. Mình xem nó làm nào nhá. Thì phần đáp thì cô cho 1-2 câu ngồi làm ấy. Xong là cô hỏi thôi. 1-2-1. Ông này vẽ bằng cái sức mạnh gì mà nó ra được cái đường nó uốn éo này nhở? 21 22 23 23 quay về đây đúng rồi. 22 nếu sai sang 5. Sao lại 5 sang 6 sang 7. Ok, 2 sang 4 sang 7 ok. 3 đường chạy có vẻ đúng đúng không? 3 4 7 đồng ý. Ở test case đây 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 thằng này cũng sai theo đồng đội. Đi cùng nhóm với cái Phương. Sai. Cái này phải là âm 1. Và cái ở đây nếu chuẩn ý thì phải viết là âm 1 này. Âm 1 này. Và cái test này ý, kết quả. Và cái này sẽ phải là fail. Yeah. 123i3012. Cái này thì sẽ là pass. Pass. Còn cái này nếu như mà làm chuẩn á, thì phải là cái này nếu như mà làm chuẩn ý thì cái này phải để đây là 3 cho cô này. Chỗ này là 6 gì đấy. Thì trong trường hợp này kết quả mong muốn trả về của mình ý phải là 0. Đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này ý, thì cái vòng lặp của nó bị sai. Nên là nó sẽ ra bị fail. Đứa nào mà thiết kế test case khéo cho bài này thì nó sẽ phải ra fail trường hợp này nhá. Và cái cuối cùng là cái chạy đúng là lặp một lần. Không, cái này nó sẽ chỉ có một cái trường hợp giá trị 3 thôi, nếu không nó sẽ bị lặp nhiều lần mất nhá. Nhưng mà trường hợp giá trị 3 thì nó lại không lặp lần nào nhỉ. Cái này kỳ lạ nhỉ. 1 đi, đây để 1 như này nhá. 3.
Để cô xem lại code cái. Và nếu bằng bằng thì return luôn. Ok, không bằng. Đây, thì cái này chuẩn thì mình sẽ để 3-1. Và kết quả mong muốn trả về của mình là không, nghĩa là có chỉ số 0. Nhưng ở đây nó sẽ là fail vì nó sẽ trả về là -1, nó không tìm thấy. Được chưa? Thì cái mock test này thì nó sẽ có bẫy dập ở khắp nơi, bọn em không đọc kỹ đề thì bọn em sẽ chết. Cái cuối cùng á là mình muốn nó thực hiện vòng lặp và nó đi vào cái nhánh biết rồi, nhưng mà cái sửa trên này nó khó lắm, chúng mày tự đi mà sửa lấy. Đi vào cái nhánh bên trong một lần đúng không? Thì có nghĩa là như nào nhỉ? Đi vào nhánh bên trong, đây ví dụ là gì? 2 đúng không? Kiểu như này. Đúng không nhỉ? Kiểu vậy. À nó phải 2 cái mới được, tại vì cái con này nó đang bị lỗi. Thì kết quả trả về ở đây là mong muốn trả về là -1, nó cũng lại fail nốt luôn. Cô gõ xong rồi cứ bị kiểu lỗi ấy. Nó bị này. Bọn em tự đi mà sửa lấy, không sửa đâu. Nhưng đại thể ý tưởng gọi là bộ test xịn nhất sẽ như này, đứa nào làm được như này. Xong là bình luận lỗi là ở câu lệnh qua cái này thấy lỗi ở câu lệnh 6 này và lỗi ở câu lệnh 2.2 này thì sẽ là được điểm tối đa. Đấy, còn đứa nào mà ra pass hết thì bài này chỉ được 1 điểm thôi. Nhá, 1-2 điểm gì đấy, điểm gọi là tình thương. Em chưa được chữa bao giờ, Trần Ngọc Dũng. Cái lớp ấy, cái lớp cô dạy buổi sáng ấy, cái lớp đấy vắng ấy, cô lúc nào cũng tha thiết chữa bài cho chúng nó, nhưng chúng nó lại cóc làm. Lớp buổi sáng có 30-40 đứa, có 40 đứa thì đã khoảng 10 đứa nó bỏ học quá 5 buổi, cô đuổi luôn rồi. Thôi còn lại sao đấy đi học. Hôm nay thì ngay từ đầu nhìn thấy 4 đường chạy thì đã là sai rồi nhá. Chỉ cần 3 đường. Nhưng mà thôi không sao cả. Thừa còn hơn thiếu. Thừa cô sẽ không trừ. Bạn này vẽ đẹp này. Vừa sạch chữ đẹp. Fail viết true trước đi chuẩn này. Nhưng mà đường chạy thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 7. Đồng ý. 1, 2, 2, 3, 2, 2. Sao lắm 22 này. Ok 22. Không cần, ok 347 nhánh này cũng được. Và đây là cái đoạn này, đáng ra em không cần nhánh vào đây nha, tại vì đây là nhánh chưa trong vòng lọc. Cô nghĩ là cái đoạn này của em thừa. 22567. Cái thứ hai này thừa nhá, không biết xóa được ở đây không. Cái này thừa nhá. Cái này thừa này. Còn mấy collect còn lại ổn. 1, 2, 3. Ông phải nói rõ là cái gì là 1, 2, 3, cái gì là 1 chứ. Phải viết rõ là x gì đúng không? X gì là 1, 2, 3, còn y là 1. Phải viết rõ ra chứ. Thì expected result ở đây bằng 0, output bằng 0. Nhưng mà theo phân tích code của chúng nó từ đấy giờ, chúng nó phát hiện ra trong trường hợp này thì cái bài này nó sẽ trả về là -2. Đấy, thì cái cây này cũng fail luôn. Hiểu chưa? 1, 2, 3, 1 thì nó có so đến 1 đâu, vì nó so đến lớn hơn không mà. Đúng rồi. Đúng. Đấy nhá, cây này fail luôn này. Cây này nó sẽ giống với cái cây. Chả giống cây nào nữa nhỉ. Giống cây này của em này. Nó cũng bị fail luôn này. Nhá, cái này nó fail hết. Với cả nếu chuẩn ra ấy, thì lúc mà bọn em đi ra test case em phải nói rõ ấy. Cái này tương ứng với đường chạy nào bên trên thì người ta có ánh xạ luôn. Chứ em làm này nhiều khi rất là khó. Ví dụ nói luôn là tương ứng với đường chạy đánh số luôn. Đường chạy 1, đường chạy 2, đường chạy 3. Thì đường chạy 1 tương đương bộ test nào, đường chạy 2 tương đương bộ test nào. Thì người ta nhìn người ta có ánh xạ luôn thì bọn em dễ. Thì một số cái nhỏ đấy thì nhiều khi bọn em cũng kiểu tự nghĩ xem là đặt vai của cái người đọc ấy thì mình sẽ phải trình bày như nào để người ta đọc một cái người ta hiểu luôn thì nó sẽ chỉn chu hơn nhá. Đấy thì cái bài của bạn này cô thấy khá ổn, bạn ấy sửa lại một chút thì nó sẽ chuẩn hơn. Có một số bạn ấy, nhóm này là cũng làm cũng tương đối tốt đấy chứ nhở. Các bạn có câu hỏi gì nữa không?
Em có câu hỏi gì không? Không. Không, 20 dòng chính ra test không chết, mà là nếu có 20 cái điều kiện thì em test em mới chết. Có khoảng 10 cái điều kiện em test em mới chết. Còn nếu 20 dòng mà nó chỉ có 3 cái điều kiện thì em cũng chỉ cần 4 test case thôi. Còn 20 dòng mà em có khoảng 10 cái điều kiện thì em mới phải viết đến 11 cái test case. Nhưng mà người ta mới đưa ra cái rule là không nên có quá 10 cái vòng lặp lồng nhau là vì thế. À, có quá 10 cái dãy nhánh ở trong một hàm là vì thế thì nó sẽ bị test rất là mệt. Với cả càng những cái hàm phức tạp ấy thì càng có nhu cầu em phải làm white box testing. Thì cái hàm đấy cái nguy cơ lỗi của nó nhiều. Không phải hàm điều kiện thì suy nghĩ theo hướng nào? Chả hiểu ý em là gì cả. Nghĩa là hàm nó chỉ có mỗi tính toán cộng trừ nhân chia á. Hay như nào? Thì nếu có mỗi tính toán cộng trừ nhân chia không ấy mà là hàm phức tạp ấy thì bình thường cái nguyên tắc ấy là hôm trước mình có review code ấy thì trong review code trong cái checklist của nó là kiểm tra xem tính toán là đúng hay sai. Cô nhớ là trong cái checklist đấy nó còn nói rõ là kiểm tra các cái giá trị cộng trừ nhân chia đúng hay sai rồi biểu thức có bị quá dài hay không rồi các đúng hay không. Thứ nhất là review nó qua một vòng. Nhưng mà về cơ bản thì tất cả những cái thao tác làm QA không có thao tác nào đảm bảo. Thao tác còn sót lại unit test ấy, bây giờ rất là nhiều dự án nó bắt em phải làm unit test. Và đặc biệt là những cái đoạn nào mà cứ tính toán cộng trừ nhân chia nhiều nó càng bắt em phải làm unit test nhiều hơn. Em sẽ phải làm test, em design test case theo đúng cái phương hướng như này thôi. Em ngồi em phải tính bằng tay ra. Em ngồi em áp dụng công thức em tính bằng tay ra để xem kết quả đúng hay sai. Mà cô cá luôn là những tính toán rất nhiều trường hợp bọn em sẽ bị tính sai hoặc là tính thiếu. Em đừng nghĩ là cái hàm nào mà nó không có if else, cô không tin là cái hàm nó không có if else. Hàm không có if else có nghĩa là em đang xét thiếu những cái trường hợp ngoại lệ của nó. Tại vì có nguyên tắc người ta đã nói đã viết một cái hàm nó cũng phải có viết if, có if của else. Cái anh bảo ấy, để tránh trường hợp lỗi xảy ra cái viết if của else hay chính xác hơn bây giờ là bọn em phải bắt cái exception cho nó. Thì phải làm thôi. Nhất là trong những cái hệ thống của bọn em ấy, nhất là những cái module nào mà tính toán quan trọng thì bọn em càng phải làm unit test. Ví dụ rất là đau lòng khi các anh năm ngoái các anh ý làm ví dụ như là mẹ đi làm G-Unit chức năng login. G-Unit chức năng login, ví dụ cái phần unit test giả sử như là cô tính thang điểm 10 đi mà nó làm unit test cho cái login ấy thì cô chỉ cho tối đa 2 đến 3 điểm. Trong khi rõ ràng một cái chức năng về thuế chẳng hạn thì cái phần mà cô cần unit test nhất đấy là phần tính thuế. Đúng không? Còn cái ví dụ dự án về 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 lãi suất ngân hàng thì cái phần mà cô cần unit test nhất thì đấy là phần mà tính lãi suất để kiểm tra xem là đúng hay sai. Thì tất cả những cái phần core đấy, cái phần ở lớp control và đặc biệt là những phần tính toán đấy là những cái phần cần phải unit test nhất. Thế thì test login, chẳng qua nó làm login vì lý do là copy của bạn sang thôi. Nghĩa là nó chỉ dành cỡ khoảng 15 phút để nó làm bài của cô. Nó cũng chỉ cần 2-3 điểm, nó vẫn qua, đa số nó qua. Còn chúng em muốn điểm cao thì là với cả cái tư duy bọn em nghĩ xem cái tư duy bình thường bao giờ cũng phải xông vào cái phần co mà và test xem nó thiếu hay không, lúc review thì xem nó thiếu hay không. Với cả cái nguyên tắc lúc design test case bao giờ cũng phải ngồi soi lại tất cả, có cực kỳ nhiều trường hợp mắc lỗi là cái đoạn ngay từ lúc design test case bọn em đã đi ra cái expect output nó sai sừ nữa rồi. Ví dụ như một loạt bạn ở đây này design expect output người ta thì nó là phải âm 1 nên lại thành 2. Thế nhưng bạn này làm rất là tốt này, bạn có cái expect output output thật và kết quả pass fail. Dũng này làm tốt nhưng mà nếu tốt hơn thì em bổ sung thêm một cái cột ở đây để biết từng cái đường chạy nào. Đó, có hỏi gì nữa không? Sao lại gần 40 đứa bên hệ thống? Ở cái lớp mình 80 mà. Hay là điểm danh cái nhỉ?
Có một cái lưu ý các bạn nữa ấy, thì bài của các bạn là từ giờ đến cuối kỳ nó hơi nhiều và nó cũng là quan trọng. Thực ra là các bạn chịu khó đầu tư mà làm một tí, cô cũng biết là các bạn bây giờ rất là vất vả, cùng một lúc phải làm 4-5 cái bài tập lớn, nhưng mà tôi chịu khó một chút, còn một tháng nữa là thoát rồi nhá, chịu khó một tí. Ok chưa? Có ai hỏi gì nữa không? Không ạ. Thế thôi nghỉ nhá. Vâng, em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Bye bye nha.